Ui trời, đẹp, dài như cái bơm luôn. Ui trời, cánh. Ui mùi ré. Phèo, 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 phèo. Ui, 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 cánh nhanh không? Này, đẹp không, đẹp không? Mùi ré. Một mình đấu tốt thế. Không mái nhá, không mái theo. Hay là hello, xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ mang con chim này ra đằng sau nhà em, thử xem đằng đấy có nhiều chim không mọi người nhé. Thì đằng sau mình để ý rất nhiều chim hay, và trên tầng anh em xem video cũng thấy rồi. Anh em đi theo em nhé. Đây, em đi ra đằng sau. Anh ơi, đây này, đằng này rất nhiều chim luôn. Bây giờ ra đằng sau và treo thử lên. Trước tiên là cái khu đây này, mọi khi nó hay lên tầng nha em trên kia, nhưng mà em sẽ không đánh ở tại đây mà em đi dịch về ngày tí, tại vì là thấy nó hót đằng này nhiều hơn, có khả năng cạnh sau nhà em không phải thùng của nó. Em sẽ đi dịch tiến về kia mọi người nhá. Đây, em sẽ đi tiến dịch về kia. Đây này, mọi khi ở đây có cái tổ chè bằng cả cây cao nhưng mà bị mất rồi. Đằng này rất nhiều chè. Từ đây em sẽ đặt nhiều cái ống tre để cho chè làm tổ. Đây, hơi khó đi mọi người. Hơi khó đi. Đây, em sẽ đặt ở khu này đây, đặt ở cây này nhé. Không có chim đấy đâu, hay ra cái cây kia đi. Rồi cây tròn kia, thoáng hơn, dễ quay hơn, đấy, có hót rồi đó. Em sẽ đặt ở cái cây cành khô kia nhé. Đây mọi người này, em chào chào cành khô này. Có chim nổ giọng bên trong kia. Nếu không ra đấu thì bắt buộc phải nhấc chim vào trong kia mọi người nhá. Em treo là cái thế này này mọi người này. Cái thế, tư thế này. Đây theo em chỉ nhá. Cái cành bên dưới đây đối diện này, đây này, là cái cành để con chim nó dễ nhảy vào lòng nhất. Đó. Về rồi. Đây rồi, trên này. Thôi nhỉ. Đây, lộ mặt ra đây rồi mọi người. Ui trời, đẹp, dài như cái bơm luôn. Ui trời, cánh. Ui mùi ré. Phèo, 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 phèo. Ui, cánh nhanh không? Mùi trẻ. Một mình đấu tốt thế. Không mái nhá, không mái theo. Hay là lên rồi. Đâu rồi? Đây. Ở đây xuống rồi. Có mái theo. Vừa mái về. Anh em xem video mà em nói nhiều anh em phải thông cảm nhá, vì là cái cảm xúc nó rất chi. Xem khoái lắm, nên em bình luận nó hơi, em nói nhiều anh em thông cảm. Ôi cầu nhanh thế. Ôi, lại lên. Mọi người, nó lao lên để nó đuổi con chim, nó đuổi con khác đến. Chuẩn bị thẻ nào cũng xuống bây giờ này, vì đôi kia chạy mất rồi. Đôi kia chạy vừa này, thẻ nào cũng xuống nhá. Đấy, đôi kia đang hót đằng sau mình. Anh em này, nó đang hót đằng sau này. Chuẩn bị thẻ nào quả này cũng xuống.
đang hót trong trăng trên cây. Xuống. Ôi xưa. Ôi giời, đẹp thế. Dài như cái bơm lông mỏng tanh luôn. Này. Cầu nhanh vãi chưởng luôn. Xuống ra đúng cái cành này là cành đẹp này. Đây. Ui giời, ui giời. Mỗi người có một cái cách riêng biệt. Đặc điểm em hay nói nhiều nhưng em phải thông cảm. Về đây, lại về đây. Ý, lại về đây rồi này. Quả này mái xuống gần luôn. Rồi. Đẹp quá. Dài. Lông mỏng. Có mái xuống gần luôn này. Sang đi em. Ui, lại xuống dưới thấp à. Đây, đây, lên. Không. Mái cũng dầm thật. Xuống đi. Cầu nhanh, cánh tốt. Con mái đổ lân à. Vâng. Mái. Đây này. Này. Cảnh tốt thật. Lông mỏng nha, mình ngóng này. Mình ngóng này. Cầu nhanh. Lại về này. Cảnh tốt thế. Cầu cũng sướng luôn. Mái dầm đấy.
Đấy. Xuống dưới. Ôi bông ơi. Mày khoan bông đi à? À, cầu nhanh không? Cầu nhanh cánh tốt. Có mái gần đấy mình bỏ hơi ít. Có một chấm mơ, có một chấm mơ, có một chấm mơ. Ông ơi. Có bông. Anh em ơi, có khả năng em phải về rồi, vì là bây giờ muộn rồi, có người gọi về uống rượu. Nên chiều hoặc mai em sẽ chuyển đấu tiếp. Đây này, nó đang hót trên này. Vẫn đang hót trên 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 cây trên này. Ok, hẹn anh em clip tiếp theo của con này nhá. Mai em sẽ mang một khác. Hoặc là chiều. Ok, tạm biệt anh em.